vị và các bạn thân mến, tôi test theo yêu cầu, tức là chọn những bản nhạc mà anh em yêu cầu. Đó là những bản nhạc nặng bát, nặng xép và nó không chi tiết, để anh em kiểm âm khả năng chơi những thể loại như thế này của đôi đoàn này. Bên kia vùng lửa khói. Thông thường ở những bản nhạc nặng bát, nặng xép thì độ chi tiết của nó sẽ kém và độ dính của bao tải thì nó sẽ rất lớn. Tuy nhiên khi nghe đôi loa này, quý vị sẽ thấy nó làm việc như thế nào. Tôi có người vợ ngoan, đẹp như trăng 16, cưới rồi đành xa. Nhớ đôi môi nàng hiền, xinh xinh màu nắng. Má nàng hồng, thơm mùi thơm lúa non. Ai ra đi mà không từng bên duyên, xa người yêu mà sẽ mấy ai vui. Em nhìn theo bằng nước mắt chia phôi, tôi mạnh bước mà nghe hồn nhỏ lệ. Này anh lính chiến, người bạn pháo binh, mẹ tôi tóc xương, từng đêm nghe đạn pháo rơi thật buồn. Anh rót cho khéo nhé kẹo lầm vào nhà tôi. Nhà tôi ở cuối chân đồi, có dàn thiên lý, có quý vị lưu ý cho trước mắt quý vị là 4 chiếc loa, tức là 2 đôi, nên tôi chỉ mở có 1 đôi thôi, tức là mở 2 chiếc thôi. Bởi vì không có chiếc âm ly nào có thể kéo được 4 quả loa một lúc cả. Tôi đứng bên này sông, bên kia vùng lửa khói. Làng tôi đây bao năm dài chinh chiến, từng lũy che muộn phiền. Tôi có người vợ ngoan, đẹp như trăng 16, cưới rồi đành xa nhau. Nhớ đôi môi nàng hiền, xinh xinh màu nắng. Má nàng hồng, thơm mùi thơm lúa non. Ai ra đi mà không từng bên duyên, xa người yêu mà dễ mấy ai vui. Em nhìn theo bằng nước mắt chia phôi, tôi mạnh bước mà nghe hồn nhỏ lệ. Này anh lính chiến, người bạn pháo binh, mẹ tôi tóc xương, từng đêm nghe đạn pháo rơi thật buồn. Anh rót cho khéo nhé kẹo lầm vào nhà tôi. Nhà tôi ở cuối chân đồi, có sàn thiên lý, có người tôi. Như vậy quý vị và các bạn thấy rất rõ là bộ phận phân tần đã xử lý rất tốt trong việc tách ba giải nhạc của một bản nhạc mà được thu âm nặng bát, nặng xép, nó dính cả ba giải vào với nhau. Nhưng đôi loa này đã thực hiện hết khả năng của nó, tức là nó không thể làm việc tốt hơn được nữa, nó đã làm việc tốt hết khả năng của nó rồi. Nó tách đều ba giải ra. Thì quý vị nào đeo tai phone thì cảm nhận rõ nhất.
Quý vị và các bạn có nhu cầu mua đôi loa này hay gọi điện cho Cương Audio Lai Châu 0918 099 388, giao hàng toàn quốc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi clip vừa rồi.